Kính mời toàn thể quý đoàn cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện. Kính thưa linh hồn bà Maria, thưa gia đình Tam Quyến, anh em chúng con đại diện cho Hội Doanh nghiệp Công giáo Giáo xứ Nam Định đến để chia gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Tam Quyến. Và giờ đây xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho linh hồn bà Maria. Cha và con và thánh thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng được Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thay lời cho ban tổ chức lễ tang, chuyển lời của gia đình Tang Quyến xin được trân trọng cảm ơn từ cả nhiệt thành của đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Công giáo Nam Định. Nhận tin cụ Maria đã được Chúa thương hoài về đời sau đã trở về gia tăng theo mời đồng viên cùng trọng thể chương trình lễ phúng viếng linh hồn cụ và cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện cầu cho linh hồn cụ sớm hưởng nhan thánh Chúa. Thay lời cho ban tổ chức chuyển lời của gia đình, trân trọng kính mời toàn thể quý đoàn trở lại bàn khách mời nước để gia đình được tiếp đón. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của giáo xứ Phú Ốc và gia đình ông bà Dậu Pin trở về họ hàng cử hành lễ viếng. Kính mời đại diện của đoàn lên thắp hương trước ban thờ tôn nhan Thiên Chúa. Trân trọng kính mời quý đoàn cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện. Cái đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Amen. Ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình chú Lập, gia đình bác Trọng, ông Lý, gia đình ông bà Trung là anh của cô Trúc Hương về vòng tang cử hành lễ viếng. Mời gia đình cháu cụ là Tuấn tại Tống Xá, Y Yên, Nam Định, khách hàng của các con Hiền Hoàng về phòng tang cử hành lễ viếng.
chức kính mời gia đình cháu cụ là Thanh Khang tại Hà Nội, là bạn của các con Vân Cầu trở về phòng tang cử hành lễ viếng. Kính viếng linh hồn cụ, ban tổ chức kính mời gia đình các cháu cụ là Tiến Trung Hà, là bạn của Bắc Cầu, lễ viếng của gia đình cháu Mạnh Yến Long Lý, bạn của các con Sinh Đào, cùng về phòng tang cử hành lễ viếng.
cảm ơn sẽ được mời toàn thể các bác anh trở lại bàn về nước tôi yêu cùng Tăng Viên. Tin bà cụ bà Garanta Maria qua đời trong tình tâm hữu từ gia đình, tôi xin nói biết được chia buồn với gia đình Tăng Quyến. Cái đặc biệt với hai anh chị Sinh và Đào là người trong gia đình của chúng con. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn bà cụ Margarita Maria vào nước Chúa và trong niềm tin tưởng chúng ta có khác. Tất cả trong sự quan còn và yêu thương của Thiên Chúa, bởi vì trong suốt một đời sống của một người Kitô hữu và luôn hằng tin tưởng vào Thiên Chúa, và nhất là với những lòng quảng đại với Chúa, với giáo hội hướng dẫn dạy dỗ các anh chị các con cháu với cái đức tin của Chúa, đó là một cái hồng ân mà chính Chúa đã ban tặng cho ông bà. Xin Chúa vì lòng nhân từ và nói thương người con gái Chúa là cụ bà Maria Margarita Maria vào hưởng ánh sáng của nhà Chúa. Giờ đây xin kính mời các ông bà và anh chị em cùng hiện ý với con trong lời cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận linh hồn Margarita Maria vào nước Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Ngài thương thân biến hồn con, ban xuống cho con hàng ngàn tràn chứa, trao dồi cho đáo vui thánh đường. Nguyện xin Chúa lời an, gọi nghe lời con thiết tha. Kính mời gia đình hai cháu cụ là Thắng Thủy, 79 Thành Trung, bàn của các con Huyền Hoàng về phòng thăng dân hương kinh điển. Ban tổ chức kính mời gia đình cháu Phong Nền, bàn bùa
các con hiền hoàng về phòng tang cử hành lễ viếng. Trở về trước di ảnh cụ để trọng thể chương trình lễ vũng viếng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Margarita Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen. Trân trọng kính mời trong buổi đại tiến là bạn của các con vân cầu trở về phòng thang thực hành lễ viếng. Chấp hành giáo họ Kim Phô, giáo xứ Nam Định, cha xứ, ban chấp hành giáo xứ Trình Xuyên cùng toàn thể cộng đoàn chúng tôi được tin cụ qua một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được con cháu họ hàng làng xóm tập thể các y bác sĩ từ cơ sở đến tuyến trên hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng tuổi cao sức yếu, cụ đã được Chúa gọi về đời sau hưởng nhan Thánh Chúa. Được tin này, cha xứ cũng như cộng đoàn giáo xứ Trình Xuyên chúng tôi hiện diện trước gia tang và thi hài của cụ. Chúng tôi xin có lời phân ưu chia buồn sâu sắc tới tang quyến cùng toàn thể quý vị trong đại gia đình gia tang. Sự ra đi của cụ là một tổn thất lớn lao không riêng của gia đình họ hàng làng xóm mà của tất cả bà con cô bác trong xóm ngoài làng, các xứ họ đạo trong khắp vùng lân cận. Đặc biệt đối với giáo xứ Trình Xuyên chúng tôi, gia đình hai cụ cũng như các ông bà con cái đã giúp đỡ tận tình trong những năm qua để ngôi thánh đường của giáo xứ được khang trang sạch sẽ, là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Đối với vườn thánh là những người quá cố nằm xuống cũng được gia đình tôn tạo để quỹ đất được rộng rãi, có nơi an nghỉ cho những người được Chúa gọi về. Giáo xứ chúng tôi rất cảm kích với những tấm lòng của hai cụ và gia đình các ông bà. Giờ đây xin hết mọi người hợp ý để dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận linh hồn cụ được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cụ hãy cầu bầu trước tòa Chúa cho hết thảy mọi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con bằng
loài nghe lời con thiết tha, tình thương nên ở vô con ngày đêm, gần thân xác con càng là nhân duyên. Nhân dân cha và con và thánh thần amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang nước cha chỉ đến, hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lời của gia đình xin trân trọng cảm ơn. Kính mời bác trở lại bàn bày nước sẻ chia cùng tam thiên.
vĩnh viễn phù, ý thầy và mẹ đi đoạn, dành lời phù, phút mặn liền, phút mặn liền, bắt đầu. Lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Truyền lời của gia đình trân trọng cảm ơn. Kính mời các đại biểu trở về hoàn thành thức sẽ trên vùng tang viên. Tiếp theo chương trình lễ viếng, trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình cháu Hằng cùng các con và những người tham gia của tổ chức trở về phòng tang kinh viên.
được trân trọng cảm ơn. Chúa đã sống lại, chẳng chứa hy vọng
đón mẹ về thiên quốc. Mẹ ơi, trong giờ phút tiễn mẹ yêu, con xin thưa và hứa với mẹ, khi mẹ còn sống, mẹ đã thương con nhiều bao nhiêu, giờ đây và mãi mãi, con yêu mẹ nhiều đến nhiêu. Chúng con tin, dù mẹ xa chúng con, mẹ vẫn yêu chúng con. Đốt hương cầu mẹ về trời, vẫn nghe tiếng mẹ vặn lời nguyện nhân. Thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con như cao ngất trời, như biển rộng sóng dài. Thương con, mẹ thương con, yêu con, mẹ yêu con, yêu suốt cả cuộc đời. Con biết lấy chi mà đã bền. Hôm nay đây, từ giã trần gian theo lời Chúa gọi về với Chúa, xin vâng chịu toàn sứ mệnh ra đi với bàn tay trắng, vững bước tâm hồn thành thần. Bác Nghĩa gia đình em Quảng Thu trở về Hòa Vang cử hành lễ hiến. Ban tổ chức trân trọng kính mời các cháu Thấm, Hòa, Dư, cô Hoa là thịnh bạn của con gái Trúc của cụ trở về Hòa Vang cử hành lễ viếng. Đoàn lễ của chi cục thuế tỉnh Nam Định trở về phòng tang cử hành lễ viếng, trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Maria, kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Phút mặc niệm đã qua, kính mời quý đoàn trở lại bàn mời nước sẻ chia cùng tăng viên. Ban tổ chức kính mời ông Lê Trung Nghĩa, trưởng đoàn đại biểu đại diện đoàn để điều hành chương trình lễ viếng linh hồn cụ. Giáo xứ đền thánh các thánh tử đạo quần phương và quý vị tu viện đa minh quần phương, nhận được tin của gia đình tăng quyến, cụ Maria đã đến giờ Chúa gọi về với tình thương của Chúa. Thay lời cho cộng đoàn giáo xứ đền thánh, quý vị tu viện đa minh quần phương xin gửi tới gia đình tăng quyến nói chung, ông bà Tuấn Hoa cách riêng, lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa cộng đoàn, còn sinh thời cụ Maria sống thánh thiện đạo hạnh, dành rất nhiều thời gian để làm việc lành phúc đức để tôn thờ Thiên Chúa. Cụ luôn luôn hướng thiện cho con cháu, cây tốt sinh hoa trái tốt. Ông bà Tuấn Hoa là con rể con gái của cụ, đã có tấm lòng quảng đại dâng cúng tiền của xây dựng giáo xứ đền thánh các thánh tử đạo, càng ngày càng được khang trang tôn kính. Giáo xứ đền thánh chúng tôi trân trọng ghi vào sổ vàng và ghi ơn, và tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn bà Maria. Đối với quý vị tu viện đa minh quần phương Bùi Chu, ông bà Tuấn cũng đã dâng cúng tiền của xây dựng tu viện, đặc biệt dâng thánh Chúa Giêsu lòng thương xót của ông bà dâng cho tu viện đa minh quần phương. Nay tu viện đã được khang trang tôn kính. Với tình cảm đó, chúng tôi đại diện cho ban giám chương đền thánh, quý vị tu viện đa minh đang hiện diện trước linh hồn bà Maria để nói lên lòng biết ơn và tri ân, và giáo xứ và quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria vào hàng tuần, đặc biệt vào tối thứ bảy hàng tuần. Trai xứ và giáo xứ, quý vị cầu nguyện hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn bà Maria hàng tuần. Kính mong gia đình tăng hiếu chúng ta hiệp cùng với giáo xứ và quý vị chúng ta để hàng tuần cầu nguyện cho linh hồn Maria. Giờ đây chúng ta đang đứng trước sự ra đi của bà Maria. Không ai trong chúng ta ở tang trường này mà lại không thương tiếc và không rơi lệ. Tưởng chừng cuộc đời bà Maria đã hết đi vào di vãng, nhưng không, theo đức tin của người Kitô giáo, chết không phải là hết, mà chỉ biến đổi thân xác yếu hèn của con người nên giống thân xác vinh hiển của Đức Kitô, đúng như lời Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma: không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa. Bởi lẽ ấy, chúng tôi đang hiện diện nơi đây để làm lễ dâng viếng và dâng đời cầu nguyện. Để mở đầu cho chương trình dâng viếng, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho ban giám chương quý vị tu viện đa minh quần phương Bùi Chu nên dâng hương nến trước linh hồn bà Maria. Xin được kính mời. Thank you.
ánh sáng trần gian không cần nữa, hơi thở trần gian không cần nữa. Đối với linh hồn Margarita Maria, không gì cao quý cho bằng lời cầu nguyện. Giờ đây xin kính mời gia đình tăng quyến, quý chức, quý cộng đoàn hiệp cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Một ngày mai con sẽ ra đi, xa cuộc đời, xa lìa muôn người. Con ra đi, tay thương con gì? Như bao đời con chẳng có chi. Dù lệ do ai không thương con, cũng chẳng còn khi nào. Kính mời đoàn dành phút bằng niềm bắt đầu. Phút bằng niềm đã qua, chuyện đời của gia đình xin trân trọng cảm ơn. Kính mời quý đoàn trở lại bàn mời nước sẻ chia cùng đăng viên. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời
đoàn lễ của công ty xăng dầu Hà Nam Ninh kết tình với con gái Trúc, đoàn do ông Nguyễn Văn Túc đưa đoàn về phòng tang cử hành lễ viếng. Bắt đầu. Phút bản điểm đã qua, kính mời quý đoàn trở lại bàn mời nước sẻ chia cùng tang viên. Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn lễ của tập thể công nhân công ty gạch Không Nung Xin Đào trở về phòng tang cử hành lễ viếng. Là đoàn đại biểu dòng họ nội tộc của các con Tuấn Hoa, thị trấn Tiên Đình, huyện Hải Hậu và ông Vũ Đình Vinh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu ban thành giáo ban cả đoàn do họ Đông Biên Dương Quận Thương và do ông Trùm Hoàng Công Thắng làm trưởng đoàn tổng đưa đoàn trở về phòng tang tổ chức chương trình lễ vũ viếng linh hồn mù
ban tổ chức kính mời đại diện của đoàn để điều hành chương trình lễ viếng. Xin Chúa thương xót linh hồn Maga Ida Maria, kính như linh hồn bà Maga Ida Maria, thưa gia đình đang hiến, thưa cộng đoàn, giữa lúc cả giáo hồ đang mang chầu xuống sáng cử hành tháng cầu nguyện cho các linh hồn, thì đã họ đông viên đền thánh tử đạo quần phương chúng tôi nguyện được tin của bà Ga Ida Maria, người mẹ thân yêu của gia đình, đã chút hơi thở cuối cùng vâng theo thánh ý Chúa về với Chúa, sum họp với tổ tiên muôn thổ. Chúng tôi là ban hành giáo, ban ca đoàn giáo họ Đông Biên, đền thánh tử đạo quần phương, về đây với gia đình bằng cánh lòng thành tâm vô cùng thương cảm và cùng chia sẻ những mất mát đau thương của gia tăng. Xin cho chúng tôi được gửi tới gia tăng nói chung, anh chị Tuấn Hoa nói riêng lời chúc buồn sâu sắc nhất. Xin Thiên Chúa tình thương bao la lau khô mọi giọt lệ sầu trên bên mặt mỗi chúng ta, biến đau thương thành niềm chung thời hy vọng linh hồn Maga Ida Maria được phục sinh vinh hiển cùng Chúa Giêsu Kitô. Cùng Xin Chúa Thánh Thần an ủi nâng đỡ gia tăng trong lúc gian nguy này. Kính thưa gia tăng, thưa cộng đoàn, anh chị Tuấn Hoa là người con thân hương của bà Maga Ida Maria và cũng là người cha cố hương của giáo họ Đông Dương chúng tôi. Trong những năm qua, anh chị đã có lòng quảng đại tôn đức, dâng cúng tiền của xây dựng giáo họ chúng tôi ngày một trôi trọng, đặc biệt ngay từ của ban ngày đầu xây dựng hội kèn, anh chị đã dâng cúng tiền của xây dựng hội kèn đầu ngày một phát triển phong phú. Gia đình là ân nhân của giáo họ bao tấm lao vì thường âu cũng là nhờ muôn vàn phúc đức mà người mẹ thân thương để lại cho con cho cháu nay người mẹ không còn nữa. Giáo họ chúng tôi cũng ngậm ngùi thương tiếc, ngậm ngùi lệ thương tư tiếng việt người về thiên đàng hưởng phúc vinh, vô cùng thương tiếc cả Ga Ida Maria, người mẹ kính yêu của gia đình. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông chủ giáo họ Liên Dương Nặng Hoa kính. Thank you.
chuẩn bị
về với Chúa trong giờ phút và Chúa gọi ở nơi này. Chúng ta tin tưởng rằng cụ Margarita Maria sớm được hưởng tình thương của Chúa, sớm được làm tù cùng với các thánh, Đức Mẹ ở trên thiên quốc, và chắc chắn bên Chúa của sẽ không ngừng và bảo vệ Chúa và những ơn lành xuống trên những người con cháu và mọi người trong thân bản tuyến thuộc, đặc biệt những người đã dâng những hy sinh để cầu nguyện, và nhất là các thánh lễ vui xa để cầu nguyện cho cụ. Xin hiệp thông trong lời kinh cầu nguyện như trong thánh lễ an táng tới đây, để xin Chúa đón nhận linh hồn của Margarita Maria về với Chúa. Xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp tuần hương để cử hành lễ viếng. Thank you.
và Hà là bạn của các xe cầu về phòng thanh dân hương đi đến. Xin trân trọng cảm ơn đại diện của công ty, những người toàn thể các đại diện công ty trở về bàn người nước sẽ chia buồn tang biệt. Chúa thương gọi về một nghe thấy Chúa, và trong tình thương thân tương ái, trong tình hiệp thông, cha Giuse Trần Đức Hội cũng đã hiện diện cùng với gia đình để hiệp thông cầu nguyện cho những đau thương mất mát này. Cha có nhờ con thay lời cho cha để chia buồn sâu sắc cùng các anh các chị và toàn thể gia đình, và cũng xin nhận những cầu nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn cụ Maranta Maria và được nghe thấy Chúa. Và cùng với những lời nhân ý cầu nguyện ở đây, xin toàn thể chúng ta cũng dâng lời tin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ xuống nước Cha chỉ đến ý Cha, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, đừng cứu chúng con. Thank you.
vô bổ đa phương. Sau đây là mình hồi báo cáo với những như mòn cô và đây là cầu nguyện cho cô được sớm trở về nhà Thiên Chúa. Lời của Tăng Quyến xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời anh trở về bàn mời nước. Cầu nguyện cho bà con án có nén nhang ơn
có bó hoa lên để cầu cho linh hồn và xin mọi người về ý cùng chúng tôi dân đầu tội lỗi cho bà Maria Mata Puna Maria nhân dân cha và con và thánh thần Amen. Thank you.
diện cho hội từ thiện bác ái giáo họ Kim Phô được tin Chúa cất bà về. Anh em chúng tôi đến đây để kính viếng bà, tiễn bà, vĩnh biệt bà và chia buồn cùng tăng quyến. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Chúng con cùng ta kẻ con ở chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Margarita Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan mùi vẻ vô cùng. Amen. Nên đây cha và con và thánh thần. Amen. Nguyện xin
con biết tha tình thương bên ấp ô con ngày đêm nhận thân xa hồn tràn lan ơn tia. Của hội gia trường Thánh Giô-se giáo xứ Nam Định và gia đình ông bà Phúc Thành có lễ viếng trở về phòng tang kính viếng linh hồn cụ Margarita Maria, xin trân trọng kính mời. Thank you.
quyến, bà đã được Chúa gọi về với Chúa. Chúng tôi đại diện cho hội gia trưởng Thánh Giuse giáo xứ Nam Định đến dâng lời cầu nguyện cho bà và phân ưu cùng tam quyến. Sự ra đi của người thân yêu trong gia đình luôn là một sự mất mát và thương tiếc vô hạn đối với mỗi người chúng ta. Vì trước mầu nhiệm sự chết, không ai là không đau khổ và bàng hoàng sợ hãi. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta được an ủi và chan chứa hy vọng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam dỗ, ban tổ chức kính mời lễ viếng của trong hội là Yến, trong hội là Vân, trong hội là Nam, Huyền, Hải Hằng, Hà Duyên, Thành Hoa là bạn của con trai cầu về vòng thang người lễ viếng. Trả lời của gia đình thăng tiến, xin trân trọng cảm ơn kính mời toàn thể anh chị trở về bàn bày nước sẻ chia cùng thăng tiến.
gia đình các cháu gồm là Khánh Toàn, Long Mùi, Hiền Thủy, Hoa Trường, Quyết Nga, Nghĩa Dung, Phương Anh, Chiến, Tuấn Hải, Hoa Bích. Các cháu kế toán của Hồ trở về phòng thang người diễn biến, xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các anh chị trở lại bàn bày nước sẻ chia cùng ta quý. Xin trân trọng kính mời toàn thể các bạn trở về trước bàn thờ để lại cầu về chương trình. Trôi mẹ mỏi mòn
chờ mong con trẻ xa buồn thôi, đàn con xa mãi chưa về lại, tựa cửa điều hiu chiếc bóng chân ai, lòng con buồn đau mắt lệ sầu, mẹ ơi tình thâm ghi khắc lòng, ầm ủ lòng con bóng của gia đình Tăng Quyến. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm nhiệt thành của toàn thể các bác và gia đình. Trân trọng kính mời toàn thể các bác và gia đình trở về phòng khách, mời nước anh em con cháu trong Tăng Quyến được tiếp đón. Kính thưa linh hồn của Margarita Maria, giờ này đây là đoàn đại biểu ban Kiều Vàng xứ Nam Định, những người con Chúa đã hiện diện đông đủ trước ban thờ của cụ. Giờ này là chương trình lễ phúng viếng, ban tổ chức kính mời đại diện của đoàn lên điều hành trọng thể chương trình lễ viếng.
Kính thưa linh hồn cụ Maga Rita Maria, kính thưa gia đình tam quyến, đoàn viếng anh em ban Kiệu Vàng Đức Mẹ thế hệ trẻ giáo xứ Nam Định chúng con, hôm nay được tin Chúa gọi cụ về đại diện cho toàn thể ban Kiệu, anh chị em chúng con tụ họp về nơi đây trước linh sàng của cụ, có vòng hoa tươi, nén nhang thơm, kính viếng cụ và cùng nhau cất lên những lời tin xuân mến dâng lên Chúa, dâng lên Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Xưa kia Chúa đã phải chịu cực hình, phải chịu đóng đanh trên cây thập giá cho đến chết để cứu chuộc nhân loại. Sau 3 ngày người đã phục sinh vinh hiển. Thì giờ đây chúng con cũng tin chắc rằng Chúa sẽ thương và đón nhận linh hồn cụ sớm được vào hưởng phúc đời đời nơi nước Chúa. Và có lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình. Liên minh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thank you.
như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thay lời cho ban tổ chức, truyền lời của gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của ca đoàn thiếu nhi Sabio, nhận tin của Maga, Zita, Maria đã được Chúa thương bảy về đời sau, đã trở về gia đang thăm hỏi đồng viên, dâng hương, đặt lễ và cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, cầu cho linh hồn của sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Xin được kính mời toàn thể kỹ đoàn cùng các thiếu nhi trở về bàn uống nước để gia đình được tiếp đón. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân viên hồn con, hãy xuống cho con đồng ân chân trường. Cầu xin cho chúng con xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của cha giáo Dương, cha giáo Hán, đại chủ viện Bùi Chu. Xin trọng kính các cha trở về phòng khách, mời nước anh em con cháu cho gia đình được tiếp đón. Xin trân trọng kính mời. Trở lại chương trình lễ cúng viếng linh hồn cụ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn lễ của cháu Hồ Lạc Hùng Thủy, công an thành phố Nam Định, lễ viếng của cháu Chiến Thu, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới Hà Thành cùng về phòng tang cử hành lễ viếng.
đình tăng quyến xin được trân trọng cảm ơn.